Linh xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thì Linh vừa mới được một người bạn chia sẻ là có một cái hoàn cảnh và một cái người, một cái hộ gia đình sống trong một cái ngôi nhà mồ ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Thì ngày hôm nay Linh cũng đã tới đây và có mặt tại cái ngôi nhà mồ mà chị đó sinh sống. Mà vừa mới bước tới đây thì Linh đã thấy được có một người máng giỏng trong đó và phơi đồ đó. Thì nhìn vô mới thấy là có một cái người phụ nữ ở bên trong cái ngôi nhà mồ này đó. Thì như là lời chia sẻ của người bạn của mình thì cái chị này ở trong nhà mồ này cũng sinh sống ở đây cũng rất là lâu rồi. Thì hôm nay Linh tới đây để quay lại như là chia sẻ cái hoàn cảnh này như thế nào, khó khăn ra sao đó. Bây giờ Linh sẽ vào bên trong để tiếp cận và tìm hiểu xem là hoàn cảnh của chị này như thế nào nha. Ngoài này có một chiếc xe đạp, chắc là chiếc xe đạp của chị ấy ở trong đây. Dạ chào chị. Dạ. Chị nhà chị ở đây hả? Dạ. Ủa rồi sao chị lại ở trong một cái nhà mà có hai cái mồ như thế này? Là cái nhà mồ này là của cha mẹ chị. Dạ. Rồi xưa là nhà chị ở đâu? Xưa không có nhà, gả nhỏ con gái đó, rồi chỉ ở chung với ghế á. À. Bây giờ bên nội nó về nó lấy lại rồi hai chồng nó đi về ngoài Bắc rồi. Rồi chồng chị đâu? Chồng con chị đâu? Ông xã chị mất rồi. Dạ. Rồi hiện tại là chị còn mấy người con? Dạ có hai đứa con, gả đứa rồi còn thằng nhóc tên đi học. À là còn một em trai nữa. Dạ. Là cũng ở chung ở đây luôn. Dạ. Trời ơi. Rồi hồi đó là nhà bên đó là sao lại không ở nữa, người ta lấy lại rồi bỏ làm sao chị? Bên nội có thằng rể á. À. Bây giờ bên nội nó lại rồi giờ hai chồng nó đi về ngoài Bắc. Là hồi xưa là ở đó là cũng ở đậu luôn. Ở đậu luôn. À. Cái nhà mồ này là nhà mồ của cha mẹ ruột chị. Dạ. Rồi người ta lấy lại rồi bây giờ vô đây ở vậy đó hả? Dạ. Rồi, thì hôm nay em tới đây thì cũng thấy chị ở trong này nè, em thấy cũng lạ quá cho nên là muốn vô đây tìm hiểu xem là hoàn cảnh chị như thế nào. Để mà chia sẻ cái video này, nếu mà có thật sự chị khó khăn thì sẽ có những cái người mạnh thường quân rồi đó. Dạ. Họ sẽ giúp đỡ. Dạ. Thì chị cũng cho em xin phép đi một vòng. Dạ. Rồi cũng như là hỏi thăm một số chuyện liên quan tới gia đình hay hoàn cảnh mình ha. Dạ. À, chị ra đây sống, bắt đầu ra đây sống là bao lâu rồi? Sống hôm chưa Tết tới giờ. Chưa Tết tới giờ là cũng mới đây hả? Dạ, hôm trước thì ở trên ghế chồng đó. À, con gái chẳng. Dạ. Ra đây cũng khoảng mấy tháng rồi gì? Mấy dạ, tháng rồi. Dạ. Không có nhà ở đâu rồi ông anh ổng về đây ông che chòi đó rồi ổng đi giữ tôm rồi. Bây giờ về đây mượn chòi ổng ở. À là cái chòi bên đó ngoài đó lá đâu ngoài đó là của anh. Dạ của ông anh thứ hai, anh ruột. Dạ. Dạ. Rồi ngày xưa ông bà lão này có nhà không? Mà ba mẹ chị á? Dạ có, rồi ông bà lão mất rồi nhà nó sập rồi. Là cái nhà sập rồi. Dạ. Rồi không có tiền xây lại nhà mới luôn. Dạ. Là cái phần đất đó hiện tại là của ai? Ai giữ? Dạ, đất này thì của em út nó giữ. À. Rồi là hoàn cảnh hiện tại là giờ là mẹ con là ở trong nhà mộ vậy. Dạ. Thì hàng đêm mà sống ở đây rồi có điện đầy vậy không? Dạ không. Vậy là tối thu luôn. Nó có thằng nhóc nó đi học đó rồi nó móc tiền nó mua được cái bóng đèn đó hai mấy ngàn gì đó rồi đi sạc điện nhờ người ta. Dạ. Rồi hàng ngày chị sinh sống bằng công việc gì? Thì nói chung là ai mướn gì làm đó. À làm thuê ha. Dạ, ai mướn gì cũng làm á. Đi làm cỏ rồi giải gom đống lá gì ai mướn gì làm đó. Dạ. Dạ. Hai cái phần mộ này là xây lâu chưa chị? Dạ, mộ ông bà nè. Cha ông ngoại thì mất 2012 còn bà ngoại thì mất 2016. Dạ. Tại vì em thấy cái nhà mộ này cũng được làm xây dựng khá khang trang nè. Thì xưa là chị làm hay là con cái hùng tiền nhau con lại làm? Con cái hùng lại á. Con cái hùng tiền nhau lại làm. Không có tiền đâu, trời khổ không chết luôn rồi. Mang về bệnh tùm lum hết trơn, ông xã mất đâu có tiền đâu. Dạ. Ảnh mất ra lâu chưa chị? Ông xã mất nay 10 năm rồi. 10 năm rồi. Dạ. Là mình anh chị nuôi hai đứa con. À, mà con gái là thứ hai hả? Dạ. À, gả rồi. Gả rồi. Không có con gái không có giúp đỡ gì chị sao? Có chồng nó cũng khổ không chết rồi, có khi 2-3 năm nó mới về lần ngoài Bắc ngoái. Có chồng ra tới Bắc luôn. Dạ.
Rồi hiện tại là bây giờ con út của chị là còn đi học hả? Con đi học không? Con đi học, con đang đi học lớp 7. Ừ, vẫn còn lo cho con đi học được là cũng khá là ok rồi. Nhưng mà một mình phụ nữ về nuôi con cũng 10 năm. Thì hôm nay đến đây cũng có bạn em nè, bạn em cũng mới giới thiệu. Thì vô có một phần quà nữa cho chị, gửi cho chị trước ha. Em bữa nay có mang theo thùng mì. Đây thì mình sẽ đi xung quanh một vòng cái nhà mồ này để mà quay cho cả nhà xem nè. Đó, hoàn cảnh của gia đình chị như thế này. Bây giờ ở trong cái nhà mồ, bên trong đây có hai cái phần mộ. Phần mộ này là của cha mẹ ruột của chị. Và ở đây là hai mẹ con. Ủa như vậy là trời mưa có giọt không vậy? Dạ giọt. Giọt rồi sao? Trời mưa thì chị nào hết mưa thì lao trời ngủ. Trời mưa thì hai mẹ con ngồi, chị nào hết mưa mới ngủ. Rồi ban đêm mưa cũng phải ngồi chịu đựng luôn. Mưa thì tối rồi qua đây cũng độ qua đây ngồi đỡ, chừng nào hết mưa thì đầu lao về bên đó mới ngủ. Nhưng nó tạt bên nào thì né bên đó ha. Dạ. Sáng giờ hai mẹ con ăn uống gì chưa? Dạ ăn cơm rồi. Sáng giờ mình ăn cơm với gì? Bà thím ở trên chén mắm rồi bà cho. Ăn mắm nữa hả? Trời ơi, với tội không? Ở trên chén mắm mới bà cho rồi hai mẹ con mới ăn cơm. Lần trước thức tới đây thì gia đình chị hai mẹ con thì bà cho nguyên con thì về chân lên bữa nay bà bầm mì bà chân mới cho ăn chén rồi mới luôn về hai mẹ con cơm. Dạ. Như thùng mì này thì chị có thể ăn được bao lâu? Thùng mì thì bây giờ em đâu dám ăn đâu, để nhường cho nhóc nó ăn. Dạ hả? Dạ. Ừ, nghe thấy tội không? Chứ giờ mình ăn nữa rồi con lấy gì nó ăn, kệ đi nhường cho nó ăn, mình đói chịu được, còn nó đói nó đâu có chịu được đâu. Rồi hàng ngày chị nấu cơm rồi sinh hoạt là ở đâu đâu chị? Nấu cơm đâu, tại vì không có điện á, nấu bằng bếp củi hả? Bếp củi. Dạ, chị bếp củi ở đâu? Chị dẫn giờ này trời cũng đang chuyển mưa đen hết trơn cả nhà. Mà chỗ này mưa chắc chắn là sẽ tạt luôn, tạt vô góc này. À nấu ăn ở ngoài này hả chị? Một cái bếp lò. Rồi củi mưa này là củi nó ướt đó nha chị. Cái đậy là không có đậy là không có đồ nấu luôn. Không thấy ướt rồi kìa. Cũng có lò là cũng có tiền mua đâu, bà thím nó cho đó, mở mua cái lò được mới lớn đó rồi. Hôm qua bà nói cái lò mới lớn đâu nấu. Cái lò đó là phải nấu bằng than đó chị. Dạ. Còn lò này mình nấu củi được. Một cái hoàn cảnh rất là khó khăn luôn cả nhà. Thì không có tiền mua cả cái bếp lò nấu củi nữa. Thấy hết nước sinh hoạt này nè ha. Ở đây mình xài nước ở đâu chị? Nước xài rửa chén rồi thì xách nước dưới mương đó đó. Còn như nấu cơm thì đi qua bên nhà mình kiếm bánh xin hai can nước nó về để dành nấu cơm. Mưa. Dạ, nãy thấy mưa rồi chứ nó rửa mấy cái thau với nước mưa để xài. Ở đây thì chắc cũng đâu có vô nước sạch được đâu hả chị? Ở đây có nước sạch chưa? Vô được mà tại vô được không có tiền vô. À, phải có tiền đóng đúng không? Dạ. Vô nước thì được nhưng mà đâu có tiền đâu vô. Mà sáng giờ là mình không có đi làm thuê. Thì cũng đi đóng lá mướn cho người ta đó. À đi đóng lá mướn rồi sáng giờ mình làm được bao nhiêu tiền rồi? Sáng giờ đóng mới hai mẹ con mới 60 lá, 60 tàu lá là 60 ngàn. 60 tàu lá là 60 ngàn. Dạ, đóng mướn tàu với ngàn. Rồi như mình đóng ở trong kia thì mình sẽ lôi ra tới ngoài tặng ngoài lỗ này hả? Đó đóng lại đóng cái con rừng đó đó nữa lôi ra đây phơi. À. Mình lôi đây phơi. Cho người ta mình mới nhận tiền được. Đúng rồi, xé rồi phơi đâu đó ngay ngắn là vào người ta mới trả tiền chứ. Chưa phải đốn mà ngã xuống rồi lấy tiền đâu. Ừ. Đốn phải sắp phơi đâu đó đạt quà rồi mới có tiền. Rồi bây giờ trời mưa như vậy mình phơi sao khô được? Thì rồi cũng phải phơi, kéo lên đây phơi, chừng nào khô thì người ta mới kéo, người ta mới trả tiền đó, chứ không phải là đốn rồi mà ta trả tiền. Là khô mà người ta mới lấy đúng không? Dạ, đúng rồi. Chứ còn nước người ta đâu lấy, người ta không xàm được gì đâu. Ở đây em thấy có một cái chiếc xe máy này chị. Xe máy này là sao? Anh đó, thằng cháu nó đi giữ tôm mà nó gửi ở nhà đó. À là xe của anh của chị. Dạ. Rồi đi giữ tôm rồi anh gửi xe ở đây. Dạ, nó đi thì nó đâu chạy xe đi đâu, hai cha con đi chủ ta nó rước. Rồi hàng ngày chị di chuyển tới lui bằng phương tiện gì? Xe đạp. Xe đạp. Rồi con chị đi học bằng gì? Thì cũng xe đạp, khoảng hai mẹ con có chiếc xe đạp à. À. Rồi cái miễn nó đi học thì nhà em đi mặn gì thì đi bộ, cái ông anh không thấy gì không cho xe. Là bây giờ hai mẹ con được hai chiếc. À, cái giờ cái hai chiếc xe hư nữa cái về cậu Tư nó mua cho cái vỏ, cậu Tư nó thay cho, giờ hai mẹ con được hai chiếc xe đạp. Dạ, vậy cũng đỡ đi bộ. Có phương tiện nào di chuyển nào cũng đỡ. Thì trong cái video lần trước em chia sẻ về cái hoàn cảnh và ngôi nhà của chị á, có một số quý vị khán giả có một thắc mắc, đó chính là
tại sao ngôi nhà mồ của cha mẹ xây khang trang như vậy, con cái của mình lại không có ngôi nhà để ở? Người ta thắc mắc là trước đây ngôi nhà của cha mẹ là ở đâu, tại sao bây giờ không có cái nhà để con cháu mình ở? Hồi đó ông ngoại bà ngoại đó, nhà đó đó cũng nhà lá thịt trội vậy đó, ông bà mắc rồi nhà sập rồi, bây giờ cột cây rồi ngã bỏ đó đó. Còn nói chung là nhà mồ này thì cũng anh em bên nội bên ngoại á gom lại ha, gom lại mấy cô mấy chú mấy gì rồi đó rồi đóng góp lại cho cha với mẹ. Nhưng mà cái phần đất ở đây hiện tại là cái nhà mồ này em thấy cũng còn khoảng một khoảng đất trống là khá là rộng nè, là phần đất này của ai? Phần đất này thì từ cái miếng cây này qua tới đây thì của ông ngoại bà ngoại, còn về phía đất của người ta. Của ông ngoại bà ngoại là hiện tại là nó giấy tờ này kia là ai ai chủ quyền? Có Út thôi đấy. Là con Út ha, em Út của chị. Chị cho em hỏi cái tên và tuổi của mình lại đi. Dạ, em tên Lê Thị Thu Quanh, sinh năm 1984. Chính xác là bao nhiêu tuổi? Chính xác là 41 tuổi. Rồi, 41 tuổi. 41 tuổi. Có một số quý vị khán giả, anh cũng như là chú cũng có ngỏ lời hỏi thăm chị. Cũng muốn tới đây, tiếp cận tới đây gặp mặt chị. Không biết là giúp đỡ hay là muốn tiến tới cái tình cảm gì đó. Nếu mà tiến tới tình cảm thì chị có đồng ý không? Chị không đồng ý nha. Phải tìm hiểu mới biết chứ. Phải tìm hiểu người ta kia sao. Nếu như mà anh chị nào, anh và chú nào muốn ngỏ lời với chị thì trực tiếp đến nói chuyện với chị ha. Còn cái chuyện đó thì mình không có biết được. Đó, hôm nay chú cũng hỏi dùm anh và chú vậy đó. Rồi, vô đây nè, vô xem cái nhà của chị nè. Đi. Bên trong đó là nhà của ông anh mà. Có được cái bếp ga nữa hả? Bếp ga mà hư rồi, cái xài gì đâu, bà thím bà mới cho bếp cũ. Đây là cái bếp ga nè, nhưng mà bị hư luôn rồi cả nhà. Là sao bị hư cái gì chị? Bếp ga này bị hư cái gì? Nó hổm nó nấu rồi, cái nó đang nấu nó phật rồi, bây giờ chị bắt ga nó không lên đi. Chắc bị hư xe rồi. Nguy hiểm ha chị ha. Đang nấu rồi phật rồi, hai mẹ con hết rồi, chắc thì phía bên đây là cái phần vách lá này là của anh ruột hả chị? Anh ruột. Dạ, ông anh ruột, anh thứ hai. Đây nè, dột ướt nhẹp hết trơn, nãy mưa cũng dột ướt hết trơn, mới lấy dột luôn hả? Vẫn mưa ướt thì mưa thì dột ướt hết trơn, đâu ngủ được sao? Mà mấy cô thư che lại, nào hết mưa thì lau rồi ngủ. Thấy cậu chưa? Đó, em con của chị Quanh. Em trai bữa nay không học ha. Đây là hai cái phần mộ của ba mẹ của chị Quanh ở đây. Nó được xây dựng gạch lót như thế này. Nói chung là cái phần mộ và cái nhà mồ này nó cũng rất là khang trang. Đối với một cái người mà ở quê không có thu nhập mà xây được một cái nhà mồ về, nói chung là cũng khang trang rồi. Nhưng mà đây không phải là tiền của chị Quanh mà là tiền của những anh chị em ruột á trong gia đình gom góp lại để mà xây. Hiện tại là chị Quanh là không có nhà nha. Chị Quanh không có nhà mới ra đây, dọn ra đây ở tạm trong cái ngôi nhà mồ vậy của cha mẹ. Đó. Trời mưa thì hiện tại là trời mưa thì nó sẽ dột, bởi vì cái nhà mồ thì nó sẽ không có những cái vách, cho nên là trời mưa nó sẽ dột rất là khó khăn luôn cô chú anh chị. Và trời nắng thì ở đây thì chắc chắn là sẽ rất là hầm và nóng luôn. Xung quanh đây thì cũng không có nhà cửa ai nhiều hết, thưa nhà lắm. Mặc dù là ở đây nó cũng gần đường lộ nhưng mà xe cộ qua lại cũng rất là ít. Thì một cái hoàn cảnh nó khá là khó khăn. Thì nếu mà lên chia sẻ cái video này, có mạnh thường quân nào, cô chú anh chị nào có lòng hảo tâm thì có thể là liên hệ với Linh để mà giúp đỡ cái hoàn cảnh của chị Quanh như thế này. Một phần nào đó cũng được trang trải ăn uống, chứ với lại chị còn nuôi một đứa con nhỏ nữa. Là cái đèn này là mỗi lần xài là mà phải đem vô cái chỗ có điện sạc phải không? Dạ. Là đem chị đem sạc nhờ chỗ khác hả? Dạ. Sạc nhờ có đốt dây lát gì đó bị tắt. Nó có loại bán năng lượng á ta, xài năng lượng. Năng lượng mặt trời ở đây để mà khỏi sạc. Bữa nào
quay lại đây mua giúp chị cái đèn. Bữa nào quay đây mua cho chị một cái đèn đi. Chắc chứ sao là chắc là tụi em sẽ tới đây một ngày gần nhất thôi. Nếu mà có phản hồi của Mạnh Thường Quân, nếu mà không có thì tụi em cũng sẽ quay trở lại. À, tụi em giúp đỡ được gì cho chị thì tụi em sẽ giúp. Bây giờ em cũng mong gì hơn, cũng trước thì nhờ bên YouTube giúp đỡ cho mẹ con được phần nào thì đỡ phần đó. Dạ dạ. Mẹ con thì cũng khổ, đâu có làm nhiều tiền, tụi em thì bệnh nữa. Dạ. Chị hiện tại là chị bệnh gì? Tim son rồi sỏi thận, rồi giờ nó bị đau khớp đầu gối nữa, mặn nặng quá đâu đi được. Dạ. Hiện tại bây giờ là trong nhà chị có cần thiết một món đồ nào không? Chị có thể nói với quý vị khán giả nghe. À, nếu như mọi người có giúp được thì sẽ liên hệ với Thức cũng như là bên chị, gửi một phần nào đó đến cho chị. Chị có thiếu gì không? Ví dụ như là chiếu hoặc là đèn đốm rồi đó, bếp ga đó, chị thiếu gì chị nói lên đi. Chứ bây giờ có tiền thì mua chiếu ngủ với thai, mua cái bếp ga chứ trời mưa rồi gió rồi đâu có nấu được ngoài sân. Ừ. Sáng nấu hồi nãy đang nấu cơm thì trời mưa phải lấy nón lá, hai con lấy nón lá kia. Ừ. Rồi gì nữa? Rồi bây giờ thì bóng đèn thì cũng không có được đốt thì đâu dám đốt lâu, tối thì ngủ cũng tối hôi vậy đó. Ừ. Phải có tiền thì cũng ra kiếm tiền để mua được cái bóng đèn năng lượng gì ta cũng nói đó. Rồi rồi, trước tiên thì ước nguyện chị là như thôi ánh sáng và có một cái chỗ nấu ăn để mà dạ, nó thuận tiện hơn. Dạ. Đó. Thì mình cũng không có đòi hỏi gì nhiều, tại vì người ta giúp đỡ thì cũng không có biết dạ, là người ta cho cái gì thì mình lấy đó thôi. Dạ. À, bây giờ thì trước tiên tụi em về sẽ lên cái video này, nếu mà có ai có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân nào đó dạ, thì tụi em sẽ quay trở lại đây để mà dạ, trao tặng những cái phần quà của họ đến cho chị. Dạ. Hoặc là có thể là liên hệ riêng cho chị. Ví dụ như giờ đa số thì bây giờ cũng không ai tin tưởng nhiều về những cái người YouTube hay là những cái người mà mới lạ. Dạ. Thì chị có thể là cho em biết số điện thoại chị đọc đi. Chị có số điện thoại không? Số điện thoại đọc số điện thoại cho cậu. Đọc số điện thoại cho cậu nè. Đây cái này con. Đây đọc cái cho cậu đi. Đây đọc cho cậu đi. Cho em gắn cái đứt con. Giờ anh tặng vô. Cháu Huy sẽ đọc cái số điện thoại để quý ông bà cô chú anh chị, các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm để có thể liên hệ trực tiếp với gia đình chị Quân nha. Rồi em đọc lên cho chú nghe đây. Dạ. 0769 382 097. Rồi, okay, nhắc lại lần nữa em. Dạ, 0769 382 097. À, số điện thoại đó là của chúng thoại đó là của tên Quân. Dạ. Liên hệ là sẽ gặp được chị Quân. Dạ. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn em nha. Đó, có gì thì nếu mà nhà hảo tâm nào, Mạnh Thường Quân nào á, có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ chị sẽ liên hệ qua số điện thoại đó. Đó. Thì có gì em sẽ để cái số điện thoại đó dưới phần mô tả luôn. Đó, ai mà coi được video này sẽ liên hệ trực tiếp với chị hoặc là qua em. Nếu mà qua em thì em sẽ quay trở lại đây để mà trao tặng những phần quà mà Mạnh Thường Quân trao giúp đỡ cho chị. Chị nghe nè, một số vị khán giả có nói là tại sao chị gan dạ quá vậy? Một mình phụ nữ đơn thân cùng với đứa con mà lại dám sinh sống ở trong ngôi nhà mồ của người đã khuất như vậy. Cảm thấy là chị rất là gan dạ và mạnh mẽ luôn. Không gan thì giờ cũng ở đâu giờ? Giờ nhát cũng phải ở thôi chứ giờ sao giờ? Gan hay nhát thì cũng phải ở chứ. Ngủ thì cũng sợ chứ không phải là không sợ. Với giờ, lại ở đây cũng mà... sợ lắm á, giờ biết sao giờ? Sợ cũng phải ngủ thôi. Với lại ở đây là phần mộ của ba mẹ nữa, nói chung là cũng không có ba mẹ nhưng mà hồi sống thì ba mẹ mình thôi chứ chết cũng đâu còn ba mẹ mình đâu. Dạ dạ. Ban đêm mình ngủ mình có thường hay bị thấy cái này cái nọ nó lạ không? Thấy thì cũng thấy tối thì cũng lại dạng như là có dạng đi phớt ngang qua lại gì đó. À. Cũng sợ rồi niệm Phật thì vô mụn niệm Phật thì ngủ chứ sao. Dạ. Chị Quỳnh hôm nay 41 tuổi đúng không? Dạ. 41 tuổi. Do dầm mưa, giải nắng nhiều quá cô chú anh chị. Cho nên là cái phần da mặt sạm đen. Nếu như mà có mưa tới nữa con sống đầy đủ thì mặt của chị cũng gọi là thiết bị xinh đẹp. À, cho chị cho em hỏi là con gái lớn của chị là bao nhiêu tuổi? Gái lớn là sinh 2003. Vậy năm nay mới có 19. Ủa, 2003 em 21 tuổi. 21 tuổi. 21 tuổi là lấy chồng được bao lâu rồi chị? Lấy chồng 4 năm. Vậy. Nó đi làm ở Bắc á rồi nó gặp
21 tuổi lấy chồng 4 năm là 17 tuổi lấy chồng là chưa đủ tuổi nha. Là gia đình bên chồng cũng khó khăn hay sao chị? À. Trời mưa chuyển tới rồi chị ơi. Chị ơi, có lấy đồ vô không? Mấy mưa lấy đồ vô nè. Chị đi lấy luôn đi, chị lấy đi. Trời chuyển mưa tới rồi. Khô chưa hả chị? Chắc chưa khô đó. Nãy giờ cũng mưa lâm râm nãy giờ nè. Mấy cái thao, mấy cái khô này á, chị để nước cũng dài. Nãy sẽ chạy mưa thì ở đây là phải hứng nước mưa cả nhà, cho nên là cũng rất là khó khăn và không có thuận tiện, tại vì không có nước sạch, là không có vô nước sạch, chị là không có tiền để mà vô nước sạch. Hiện tại là ở đây là đường ống nước sạch rồi, người ta chắc cũng kéo hết rồi, rồi bên đường rồi. Dạ chị, như vậy mình có được bao nhiêu bộ đồ? Có mấy bộ mà kéo mặc luôn vậy thôi, có bao nhiêu đây thôi em ha. Còn chị biến nữa bao nhiêu bộ vậy? 20 con có mấy bộ đồ. Như một người phụ nữ bình thường thì người ta đồ của người ta là không thể nào mà đếm được, người ta phải tính là bằng tủ, còn như chị á có 6-7 bọt thôi nhưng mà nó là bậy luôn. À, chị cho em hỏi là em trai nãy học lớp mấy rồi? Em trai lớp 7 rồi. À, học cũng giỏi không chị? Thấy học sinh giỏi, học sinh xuất sắc ha, vậy cũng được rồi. Đó cũng là một cái niềm an ủi để mà chị có động lực chị tiếp tục nuôi con nè. Chỗ đó mà thật sự là ráng để con học. Dạ. Mưa nắng vậy cầu con học giỏi là mẹ vui rồi. Em cũng rất là mong sau này con của chị sẽ ăn học thành tài và quay trở lại đây nuôi dưỡng gia đình ha. Cắt một cái căn nhà mới khang trang. Thì cái hoàn cảnh của chị quanh ở đây cũng rất là khó khăn, và trời mưa xuống thì cả nhà dòm thấy nè, ở bên ngoài nè. Đó, mưa thì nó tạt vô, không có thể nào mà ở được. Ở thì tạm bỡ thôi. Và công việc làm thì cũng không có ổn định, ngày có ngày không. Thì Linh hôm nay đi tới đây cũng muốn chia sẻ cái video này đến cho quý ông bà cô chú anh chị xem. Và những ai có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ chị Oanh á, thì có thể liên hệ qua số điện thoại như nãy là Linh cũng có chia sẻ, con chị Oanh cũng có đọc rồi. Hoặc là liên hệ với trực tiếp với Linh, Linh sẽ trao tặng những cái phần quà cũng như là những cái lòng hảo tâm của quý vị tới cho chị Oanh sau này nha. Đó, cả nhà thấy là trời hiện tại đang mưa, và cái nhà mồ thì chỉ che được phía trên thôi, hai bên hông thì là sẽ bị dột. Ban đêm nếu mà mưa là chị Oanh chia sẻ là không có ngủ được luôn, chỉ ngồi đó, hai mẹ con ngồi một góc đợi cho tạnh mưa mới lau nước mới ngủ được. Thì bây giờ Linh cũng xin tạm dừng kết thúc video tại đây nha. Nếu mà cả nhà có xem được video này thì hãy cho Linh xin một like nha, như là một chia sẻ để có thêm tương tác, thêm nhiều khán giả biết đến và giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Oanh. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.